Chào các bạn, đến bài 3 này chúng ta sẽ bắt đầu thao tác với Git. Thì bài đầu tiên của việc này, phần Getting Started thì chúng ta sau hai bài trước chúng ta giới thiệu rồi, thì bài này chúng ta sẽ cài đặt Git ở trên máy tính của các bạn. Đầu tiên thì chúng ta phải download bộ cài. Thì mỗi một hệ điều hành chúng ta có một phiên bản cho Git của hệ điều hành đấy. Sau đó chúng ta sẽ ở đây mình dùng Windows và mình sẽ download bản ở trên git/scm.com /download/win. Ở đây chúng ta có hệ điều hành 64 thì nó tự động nó nhận 64 rồi. Ở đây chúng ta có cái bản win64 và win32 tùy theo win của các bạn là win gì. Thì win của các bạn là win gì thì các bạn sẽ vào trong phần My Computer, Ctrl E xong các bạn vào Property. Ở đây các bạn win mình là win 64 bit. Sau khi mà download về bộ cài đây rồi, chúng ta sẽ cài đặt. Đây vì x deny do cái chúng ta sẽ run đất admin đó, phiên bản hiện tại của nó là 2.9.3.2. Nó sẽ next. Ở đây chúng ta có tích hợp với git, nó là git bash here và có đặt icon trên desktop phải không, tự động nhận ra các file chấm git. Chúng ta có sử dụng git bash only hay sử dụng git và tích hợp với command prompt tức là cmd, thì chúng ta chọn cái thứ hai. Cái thứ nhất là chỉ dùng cái git bash thôi, cái này không dùng. Còn cái thứ hai ấy, chúng ta có thể dùng gọi lệnh git trên command prompt trên cmd được, sử dụng Windows style, sử dụng terminal, cái này không quan tâm, nó mặc để mặc định style. Chúng ta sẽ cài đặt. Đó, sau khi mà finish chúng ta sẽ có thể xem được cái delete node của nó đây. Phiên bản đã fix những cái issue nào. Đó, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ vào git path desktop này. Đây chúng ta dùng cái cửa sổ git path here, nó sẽ đánh dấu màu cho chúng ta. Chúng ta có thể test một cái gõ version của nó ra. Version của nó là 2.9.3. Ngoài ra chúng ta có thể tích hợp với Windows, chúng ta có git. Đó, thì hai cái này thì chúng ta có thể dùng sử dụng như nhau được. Thằng này thì chỉ có đen trắng thôi, thằng này thì có cả màu. Chúng ta đã cài thành công git.